em tên là Từ Thị Thanh Bình. Năm nay em 24 tuổi, hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì trước đó là mình có tìm hiểu qua nha khoa An Tâm rồi, thì mình làm mình thấy rất là uy tín và rất là chất lượng. Đội ngũ bác sĩ rất là tận tình, cho nên là mình muốn đặt niềm tin một lần nữa. Chất lượng dịch vụ của nha khoa An Tâm rất là ok. Đó là bác sĩ trong cái thời gian mà mình làm á, thì bác sĩ rất là tận tình chăm sóc, chu đáo, rất là kiểu như là hỏi han, quan tâm, và thật sự thì rất là hài lòng 100% luôn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha Khoa An Tâm. Kính thưa quý vị khách hàng, ngày hôm nay thì Nha Khoa An Tâm vừa gắn răng thay một ca răng sứ nữa cho chị Thanh Bình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị nhé. Dạ, em xin chào chị. Dạ. Chị ơi, chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho tất cả mọi người được không ạ? Dạ, em tên là Từ Thị Thanh Bình. Thì hiện tại là em 24 tuổi. Em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. À, thì không biết là bằng cách nào mà chị Bình biết đến Nha Khoa An Tâm vậy chị? Bằng cách mà em biết đến Nha Khoa An Tâm đó là vô tình một hôm thì em lướt Facebook. Thì em có tìm hiểu về kiểu như là em search làm răng sứ, thì nó hiện lên là Nha Khoa An Tâm. Thì em tìm hiểu vô thì em có nhắn tin, em hỏi rồi cũng được gặp chị tiếp viên tư vấn cho em. Dạ, thì em không biết là khi mà mình search một cái từ khóa chung chung là làm răng sứ như vậy, dạ, không biết là như thế nào mà chị Thanh Bình thì đã so sánh như thế nào mà mình quyết định mình chọn Nha Khoa An Tâm chị ha? Thứ nhất đó là em thấy Nha Khoa An Tâm của mình đó là tư vấn rất là tận tình, rất là chu đáo. Thì cái form răng cũng kiểu như là rất là tự nhiên. Nói chung là đội ngũ của mình rất là nhiệt tình. Ví dụ như mà cái form răng của mình nó không ưng ý thì mình có thể là nhờ anh chị bác sĩ đội ngũ tư vấn giúp cho mình có một cái form răng đẹp hơn, chỉnh chu hơn. Dạ. Dạ, tức là từ bước đầu mình đã cảm thấy là có thiện cảm với Nha Khoa An Tâm rồi đúng không ạ? Dạ. Vậy thì khi mà mình đến với Nha Khoa là chị chỉ muốn là thay làm răng sứ mới thôi, nhưng mà mình chưa biết đến cái chương trình thay sứ đúng không chị Bình? Dạ, đúng rồi. Dạ, thì lúc đầu thì em nhắn tin cho chị Tiếp Tân á, bên fanpage của Facebook á, thì em cũng chưa biết đến cái chương trình mà thay đổi răng cũ, răng sứ cũ thành toàn sứ mới. Thì được chị tư vấn thông báo cho em đó là mình có một cái chương trình khuyến mãi mới vậy đó. Thì em mới biết đến. Giờ ngày hôm nay thì không biết là cái động lực nào mà giúp cho chị là muốn thay đổi làm răng mới vậy chị? Kiểu giống như là cái thời gian lúc đầu mà mình tìm hiểu để mình làm răng sứ á, thì mình sẽ chưa có tìm hiểu kỹ. Thì mình nghĩ đó là mình bọc sẽ cho nó đẹp, nó thay đổi một cái gì đó chút chút thôi. Nhưng mà sau khi thời gian mà mình tìm hiểu kỹ á, thì mình muốn là thay đổi cái thứ nhất là mình muốn thay đổi cái màu sắc răng. Cái thứ hai nữa là em muốn thay đổi cái form răng mới nữa. Sau này thì em muốn là mình thay đổi hàm trên và hàm dưới luôn. Yeah. Để có một nụ cười tự tin nhất đúng không rồi chị? Thì ngày hôm nay thì chị đã đến với Nha Khoa An Tâm. Cảm thấy cái phần form răng và dáng răng, màu sắc mình có ưng ý không chị? Thật sự là rất là ưng ý luôn. Rất là thoải mái, thời gian rất là thoải mái, với lại đội ngũ rất là nhiệt tình. Em được biết là chị Bình có được gắn răng sứ toàn sứ này để mình ăn nhai thử trong tuần một tuần. Chị có cảm nhận như thế nào về cái hàm răng mới mình ăn uống, rồi mình so sánh răng mới này với răng cũ thì có gì khác nhau chị ha? Thì khi mà em bọc một bộ hàm mới 20 răng sứ thì em cảm thấy rất là thoải mái hơn là hàm cũ. Thì ăn uống thì nó cũng chỉ có bình thường thôi, chứ nó cũng không có vấn đề gì hết. Và đặc biệt cái nữa là khi mà cái phần răng sứ cũ chị đã mang được cái thời gian lâu như vậy thì chắc chắn là cũng xuống cấp. Màu sắc cũng không có đạt độ tự nhiên. Và ngày hôm nay thì chị thay đổi và mình thấy là nó thay đổi hoàn toàn đúng không chị? Rồi. Thì cái quá trình như vậy, vậy khi mà chị hoàn tất cái hàm răng sứ tại Nha Khoa An Tâm rồi thì chị cảm nhận như thế nào về Nha Khoa? Lời đầu tiên thì em thật là biết ơn đến Nha Khoa An Tâm đã cho em đó là có một nụ cười rất là tự tin, rất là xinh. Em cảm ơn. Cảm nhận về Nha Khoa thì em cảm thấy là 10 điểm. Từ cách mà chăm sóc khách hàng nè, rồi từ cách mà phục vụ rất là tận tình, các anh chị rất là dễ thương.
Bình là khách hàng thực tế thì Bình tham gia cái chương trình này Bình thấy rất là ý nghĩa. Tại sao Bình không suy nghĩ là Bình làm sớm hơn để có một cái hàm răng mới tự tin đẹp hơn? Thông qua đây thì Bình muốn nói tới các bạn đó là mình hãy tự tin, mình hãy mạnh dạn đến đăng ký cái chương trình khuyến mãi này, vừa tiết kiệm được chi phí, vừa giúp cho mình đẹp hơn, tự tin hơn. Vâng, và nãy giờ thì chúng ta cũng đã được nghe những lời chia sẻ rất là tận tình đến từ chị Thanh Bình, cũng là một vị khách hàng thực tế của Nha Khoa Tâm. Chị đã trải nghiệm cái chương trình thay sứ này và ngày hôm nay chị xuất hiện với chúng ta với một nụ cười rạng rỡ và tự tin, và hy vọng rằng tất cả mọi người, những ai đang có răng sứ cũ thì ta có thể nhanh tay đăng ký chương trình, đổi răng sứ cũ lấy răng sứ mới, tiết kiệm 99,9% của Nha Khoa Tâm nhé. Và xin được nói lời chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số quay tiếp theo của Nha Khoa Tâm.